khán giả, chúng ta cũng quay trở lại với Sport Đá Ba để theo dõi trận đấu thứ hai buổi tối ngày hôm nay của Slide của Forest và cao thủ thiếu lớp bội FC. Như vậy là diễn biến trận đấu đầu tiên của đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu. Đó chính là Minh Thuận. Tuấn Anh cánh trái. Phan Trạch các bạn đánh đầu nữa. Nhưng nó vẫn chưa phải là một tình huống hoàn hảo dành cho thiếu lớp bội để mở tỷ số. Vẫn còn Hòm Nhã, cô Hải Dương có cú dứt điểm. Tuy nhiên cản phá bằng chân vừa đủ của Tài để giúp cho hàng phòng ngự và mạch lưới của Forest vẫn được an toàn. Chính xác là một tình huống mà hệ thống phòng ngự của các thủ áo xanh sẫm vừa rồi đã dâng lên hơi cao. Phạm Nhã, Hải Dương, cơ hội nguy hiểm. Tình huống mang ra của Thu Anh Tài. Và như vậy là trọng tài xác định có penalty dành cho cao thủ thiếu lớp bội. Hơi tiếc dành cho thằng Tài khi mà anh đã phải đứng trước một tình huống mà đối phương được công nhận đá pen ở cuối hiệp 1. Phút 38 của trận đấu đầu tiên. Như vậy là Hải Phòng sẽ là người thực hiện quả đá penalty này dành cho các đội tuyển đội. Hải Phòng và Thu Anh Tài rất chính xác. Và tỷ số là 1-0 dành cho các thủ tuyển đội. Như vậy đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Thì chúng ta cũng đã thổi còi để khép lại hiệp đấu thứ nhất với áo số 90. Đàn lá là kính cháy và đá cao nhất là Tuấn Mô Bình. Hải Dương, cú sửa bóng của Hải Dương. Rất nhiều những giải pháp dành cho số 8 ở pha bóng vừa rồi. Có thể sửa góc hoặc có thể phối hợp cùng với đồng đội. Tuy quyết định đưa ra là cú dứt điểm ngay. Pha trả bóng của Phong Ngô khi vừa trở lại hệ thống phòng ngự dành cho các cầu thủ tiêu lớp 1. Là một cầu thủ bên phía Forest bị đau. Pha bóng của số 90 Văn Ngọc. Cú sút rất nguy hiểm. Gagate đã giúp cho trận đấu có bàn thắng thứ hai. Và đó là tỷ số cân bằng 1-1 dành cho cao thủ của Forest. Lần này đó là tình huống đến từ vị trí đá phạt cố định. Cú ra chân khá có chịu của Gagate. Nó vừa đủ và vừa vặn để có thể có bàn thắng dành cho cao thủ Forest. Điểm này và đều là những cầu thủ thi đấu treo số 7 ghi bàn. Số 7 từ đội 1 Hải Phòng ở hiệp 1. Đó là Hải Phòng. Cú sửa bóng rất nhẹ nhàng. Nhưng đó là cú đúp của Hải Phòng ở trận đấu này. Tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho cao thủ của thế lớp hội. Nó cũng giống như cách mà Gagate đã đánh lừa được hệ thống phòng ngự và thủ thành của đối phương tình huống đá phạt. Đây cũng là một pha bóng mà Hải Phòng đã tạo ra được một yếu tố bất ngờ cao. Dừng. Bây giờ là cao thủ Forest. Cú cửa đang di chuyển. Gagate chân trái rất nguy hiểm. Vẫn là một góc sút tương tự và lần này nó thành công. Cú đúp dành cho Gagate cân bằng tỷ số 2-2 dành cho trận đấu của cao thủ Forest. Điều trùng hợp là 4 bàn thắng chia đều cho hai đội đều là cú đúp của hai đội và nó đều là dành cho những cầu thủ thi đấu trên áo số 7. Bây giờ là Gagate của Forest nhưng trước đó cũng là số 7 Hải Phòng của thiếu lớp hội. Vận động nỗ lực của số 7 bên phía Forest. Tuấn Mô Bì. Adama. Gagate. Hơi chần chừ Phạm Ngô. Không trả lời nhanh của cao thủ thiếu lớp hội. Bình Thuận. Khoảng trống. Vẫn còn. Bàn thắng rất đẹp dành cho bầu Nguyễn Thành. Tỷ số đang lên là 3-2 dành cho cao thủ thiếu lớp hội. Có đủ thời gian và khoảng trống để bầu Nguyễn Thành có thể xoay sở và lựa chọn điểm sút và tung chân. Bóng sống rất này.
để nâng tỷ số lên 3-2 dành cho các thủ thiên lớp 10 khi mà trận cầu bước vào những phút cuối của cuộc so tài. Thắng khi đây là những gì ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Cuộc khởi cần phải cẩn trọng cho các thủ Forest. Quý ẩm Hải Dương, cú sút hơi nhẹ, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành tài. Như vậy đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cao thủ Tiên Lâm Hội và Forest. Một trận cầu hấp dẫn đã được hai đội bóng tạo ra nữa, nhưng một khoảnh khắc dành cho bầu Nguyễn Thanh đã tạo ra được bàn thắng để giúp cho Tiên Lâm Hội chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Cảm ơn Forest và Tiên Lâm Hội đã mang đến trận đấu này và cảm ơn quý vị khán giả đồng hành theo dõi cùng với ekip bóng đá. Chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 13 giờ chiều mai trận cầu tranh hạng 34 và sau đó sẽ là hai trận đấu giao hữu tại Long An. Còn bây giờ tôi là anh Nhiên cùng anh em ekip thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.